Đây là củ hoa lion giống của nhà, hoa củ hoa đỏ cờ. Củ này là khoảng 60 củ, 55 60 củ một cân. Hoa rất đẹp. Đây là ruộng hoa giống của nhà, hoa đỏ cờ, ra hoa màu đỏ. Đây được rỡ ra, đây được thu hoạch ở đây. Đây rổ đây, củ đây, củ nó đây. Đấy, được thu hoạch rồi, hoa này bắt đầu được thu hoạch rồi. Rổ lên củ đây. Đấy, củ nó đấy, để rồng lên bông hoa đấy. Củ là củ to chứ không phải củ bấu bé nhỏ, bấu vòng quanh, bé nhỏ vòng quanh lại để làm giống. Đây ruộng của nhà. Ơi. Hey.